bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên. Và chị là chị Hiên đây. Ngày hôm nay ở trong phần video clip này, chị sẽ cùng với các bạn chia sẻ về một đề tài rất là thú vị. Một cái câu hỏi mà các bạn thường xuyên hỏi chị cực kỳ là nhiều, đó là: học đại học có thú vị không? Thật ra thì không biết là nên dùng thái độ gì để có thể chia sẻ cùng với các em về đề tài này nữa. Nhưng mà các em ơi, chị có một cái thông tin rất là khẩn thiết muốn chia sẻ được với các bạn. Đó là nếu như mà các em đã chuẩn bị thi hạ đại học rồi, và nếu như các bạn cảm thấy là bản thân mình có khả năng cao để đỗ đại học thì... 2000 years later. Chúc mừng các em nhá. Tại vì là học đại học sướng kinh khủng luôn ấy. Chị cảm giác như là cuộc đời của mình lên một cái trang mới. Các em sẽ cảm thấy là kiểu đúng ấy, thực chất luôn là các em đã trở thành một người trưởng thành ấy. Đối với các bạn ở Hà Nội mà có nhà ở Hà Nội luôn rồi ấy, thì chị không biết là cuộc sống đại học của các em thực tế như thế nào. Nhưng đối với chị là một người mà từ một cái miền quê khác lên trên Hà Nội để học đại học thì trời ơi, chị cảm giác đó là một cuộc sống thật sự là thiên đường ngay từ ban đầu luôn. Tại sao chị lại nói như vậy? Khi mà nhận được thông tin đỗ đại học, tất nhiên là ngoài cái niềm vui phấn khởi, ngoài cái việc là bố mẹ mình đã làm cho mình kiểu 20 mâm cỗ ấy, để kiểu ăn mừng chiến thắng của con gái mình khi mà đã đỗ đại học, thì sau đó chúng ta sẽ có một buổi chia tay cùng với phụ huynh, cùng với gia đình, để chúng mình sẽ cùng lên mảnh đất thủ đô đầy nắng và gió. Chị xin lỗi, Hà Nội thì không có nhiều gió giống như chúng ta nghĩ đâu, nhưng mà nắng thì cực kỳ nhiều đấy. Chúng ta sẽ lên với mảnh đất thủ đô hoa lệ để bắt đầu những tháng ngày mà bố mẹ ở nhà thì nghĩ rằng trời ơi, con mình ở trên này chắc sẽ khổ lắm, vất vả lắm. Nhưng thực tế thì các con ở trên này lại rất là sung sướng. Không biết có phải là chị nói như vậy thì có quá đáng hay không, nhưng mà đối với bản thân của chị thì chị cảm thấy cuộc sống rất là thoải mái luôn. Khi đi thì bố mẹ sẽ cho chúng mình một cái khoản lộ phí nhỏ nhỏ. Và cái khoản lộ phí đấy thì chúng mình sẽ để trang trải. Ui, giống như kiểu mình là kiểu chủ gia đình luôn ấy. Kiểu giống như mình là chủ gia đình luôn. Thì mình lên đại học, việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ thuê nhà trọ. Có một số bạn thì lựa chọn ở trong ký túc xá, nhưng mà chị thì lại không may mắn được ở ký túc xá, thế nên là chị không được trải nghiệm cái cuộc sống ở ký túc xá như thế nào. Thì chị thuê nhà trọ, nhưng mà bản thân chị và những người bạn của chị đã hẹn là ở với nhau rồi thì lại rất là chủ động trong việc tìm nhà trọ. Đó là lý do tại sao mà kiểu mình lên đến Hà Nội mình không cảm thấy bơ vơ, mà nhiều người khổ cực luôn ấy, kiểu không tìm ấy, không tìm nhà trước ấy. Thế là xong đến lúc tìm nhà thì kiểu là cực kỳ là chật vật luôn đây. Chị cũng đã từng là người đã trải qua đi tìm nhà cho em trai chị vào đại học. Và chị đã phải đi tìm một tuần liền nhưng không có bất cứ một cái nhà nào phù hợp với tiêu chuẩn mà mình đề ra. Và may mắn sao cái ngày cuối cùng, lúc đấy là hơn 10 giờ đêm rồi, chị đi lòng vòng và cuối cùng may quá thì đã gọi là tìm được một cái nhà phù hợp, khá phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Nếu không thì chắc ngày mai mà em trai mình lên thì không có nhà ở, đành phải có khi phải ở cùng phòng trọ với chị. Và như thế thì sẽ rất bất tiện, nói chung cuộc đời của chị thì vẫn may mắn, được không? Rồi, thì chúng ta sẽ phải chủ động tìm nhà trọ trước nhá. Đừng có mà nước đến chân mới nhảy, như thế là không có được đâu. Sau đó thì khi mà chúng ta tìm nhà trọ xong rồi, chúng ta chỉ cần mang theo một ít đồ đạc. Thật ra nói là một ít, nhưng thường thì bố mẹ sẽ cho chúng ta mang rất là nhiều thứ, đồ ăn này, ngoại trừ cái đồ cá nhân của chúng ta này, quần áo này, các kiểu, nói chung là rất là nhiều thứ mang đi, ok chưa? Khi mà các bạn lên thì các bạn sẽ dọn dẹp lại phòng. Thật ra phòng người ta đã dọn rất là sạch rồi, các bạn chỉ việc sắp xếp các đồ đạc vào thôi. Thì khi mà các bạn sắp xếp đồ đạc xong thì nói chung là bước vào cuộc sống đại học, các bạn sẽ thấy các em sẽ rất là tự lập. Tự lập trong việc chi tiêu của mình, tự lập trong việc đi học, tự lập trong việc nấu ăn, tự lập trong việc đi chơi, tự lập trong tất cả mọi thứ, được không ạ? Bởi vì lúc bấy giờ là không có bất cứ một ai quản lý các bạn cả, vì những người bạn cùng phòng thì chỉ là bạn bè thôi, thế nên là không có ai quản lý cuộc sống của các bạn hết. Nói như vậy để chúng ta có thể lạc quan vào một điều rằng là nếu như chúng ta lên đại học, chúng ta sẽ trở thành một người trưởng thành, thực sự trưởng thành các em ạ. Thật ra thì đối với nhiều người thì cái vấn đề tài chính là một cái vấn đề rất là đau đầu, bởi vì bố mẹ chỉ cho có cần này mà mình thường tiêu như thế này.
và mình cứ phải vay nợ. Nhưng mà may quá chị không phải người như thế. Chị cũng mặc dù là một cái đứa mà rất là ham mua sắm, ham ăn uống, nhưng mà may sao chị cũng gọi là tự phân chia chủ động được cái số tiền đấy của mình để mình chi tiêu làm sao mà cho nó hợp lý đấy. Nhưng mà sau đó thì vừa lên năm nhất đại học cái khác với mọi người thì chị đã đi làm luôn rồi. Thật ra nó là một cái câu chuyện rất dài mà chị không muốn chia sẻ phần video clip này. Chị đã đi làm luôn và nhờ vào cái công việc làm thêm đó mà chị có thêm những cái khoản chi tiêu và có thể tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình một phần nào đó thôi. Tất nhiên là vẫn phải dựa vào cái sự giúp đỡ của bố mẹ. Nhưng mà chị cảm thấy rằng là lên đại học mình có được rất là nhiều thứ. Ở đây không phải là nói đâu nhá, mà nếu như các em biết tận dụng và các em biết gọi là để cho bản thân mình được phép phát triển và cố gắng thì các em sẽ có được rất nhiều thứ, chị cam kết là như vậy. Khi mà lên đại học, tự bản thân của chị cảm thấy rằng là tự nhiên mình rất là thương bố mẹ của mình. Tại bởi vì là ngày trước hồi cấp 3 thì hay cãi bố mẹ, tại bố mẹ không hay cho mình đi chơi, chỉ suốt ngày bắt mình học thôi. Đấy, nhưng mà chẳng hiểu sao từ ngày lên đại học cảm giác mình trưởng thành hơn ấy. Mình hiểu được cái việc là kiếm ra đồng tiền nó khó khăn đến mức như thế nào. Và điều đó là điều khiến cho mình cảm thấy trân trọng những cái đồng tiền mà bố mẹ đưa cho mình để đi học. Bố mẹ ở nhà đã rất là vất vả, là làm việc quanh năm ngày tháng, chỉ mong mỏi là con cái có thể học hành lên người. Thế nên là thực sự luôn đi học đại học chị mới hiểu được nỗi khổ của bố mẹ mình. Và bản thân mình mỗi khi nhớ về điều đó, mình biết rằng là nếu như những bạn có điều kiện hơn mình cố gắng 100% thì mình phải cố gắng 200% để sau này mình có những cái điều tốt đẹp hơn mang lại cho bố mẹ của mình. Và tất cả những cái sự kỳ vọng của bố mẹ đối với bản thân mình sẽ không phải là cái sự kỳ vọng sáo rỗng. Đấy là điều đầu tiên mà chị cảm nhận được. Điều thứ hai, khi lên đến đại học thì chị cảm thấy rằng là cái việc mà mình lựa chọn một cái môi trường chơi rất là cần thiết. Mình chơi với những người như thế nào thì thường mình sẽ ảnh hưởng như vậy. Thế nên là hãy lựa chọn những cái môi trường mà nó tích cực cho mình, đem đến những điều tích cực. Còn tất nhiên là đôi khi có nhiều trường hợp các bạn không thể lựa chọn được môi trường. Vậy thì khi mà trong một cái môi trường như vậy thì các bạn nên lựa chọn những gì phù hợp để bản thân mình tiếp thu, chứ không phải là cái gì mình cũng ao dôi theo, mình cũng học đòi theo. Bởi vì thực tế là mình không có điều kiện để có thể chơi như vậy và gọi là tiêu pha như vậy. Tất cả mọi thứ, những cái đấy chúng ta cần phải cân nhắc. Bởi vì bây giờ cuộc sống ở trên Hà Nội chỉ có bạn bè thôi, không có ai có thể bao bọc được chúng ta cả. Mà chính bản thân chúng ta phải là những người tự quyết định tất cả mọi việc mà mình sẽ làm. Điều thứ ba mà chị cảm nhận được khi mà lên đến đại học, đó chính là chị cảm thấy là cuộc sống này thực sự rất thú vị và tuyệt vời. Thì ra ngày xưa ở quê mình nghĩ rằng là cuộc sống ở đại học là như thế này, nó đã là một cái khoảng trời rất rộng lớn rồi. Thì khi mà lên đến đại học thì mình mới biết rằng thật ra mình chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng thôi, và mình viễn tưởng là như thế thôi. Còn thật ra khi mà ra ngoài cuộc sống thì nó là một cái xã hội, một cái thế giới rất là rộng lớn và có muôn điều đến với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta phải đối diện với nó và xử lý nó như thế nào là phụ thuộc vào bản thân của mình. Lên đại học rồi thì mới hiểu là có những lúc cực kỳ là yếu đuối. Tại vì có những chuyện buồn ngày xưa chỉ mong là mình được bé lại để có thể khóc một cách gọi là thật là thoải mái và không ai chê cười. Nhưng mà lên đại học rồi cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, thế nên có nhiều chuyện không như mong muốn, nhiều chuyện buồn cũng chỉ để lại những câu chuyện buồn đó ở trong bản thân mình, ở trong trái tim mình thôi. Thế nên là sau này rồi mới hiểu là khi mà mình càng lớn thì mình lại càng mong là bản thân mình được bé lại. Và những lúc đấy thì cảm thấy nhớ gia đình kinh khủng. Nhưng mà người can đảm là người mà sau mọi cái nỗi buồn như vậy lại tiếp tục đứng lên và chiến đấu. Bởi vì lên đại học thì chúng ta có thể đi chơi thoải mái, ăn thoải mái, ngủ thoải mái mà không bị bất cứ ai quản lý về giờ giấc cả. Nếu như chúng ta có chí tiến thủ, đây sẽ là một môi trường tuyệt vời để chúng ta phát triển khả năng tự lập của mình và thành công. Còn nếu như chúng ta lười nhác thì đây sẽ là một cái môi trường cũng cực kỳ tuyệt vời để có thể dìm chúng ta xuống và để cho chúng ta mất đi tất cả mọi thứ mà chúng ta đã nghĩ rằng là mình có thể đạt được ở trong cuộc sống của mình. Thì nên mỗi phút giây trôi qua trong 4 năm đại học đều là những phút giây vô cùng đáng quý. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết trân trọng những cái phút giây đó và biến những cái phút giây đó thành những cái điều thật là tuyệt vời. Hãy làm những điều có ích, hãy tham gia những câu lạc bộ, hãy chọn cho mình những cái môi trường tích cực để bản thân mình có thể phát triển và trau dồi nhiều thứ hơn.
hãy để cho 4 năm thanh xuân của chúng ta là 4 năm cực kỳ tuyệt vời để chúng ta có thể học được rất rất nhiều thứ ở đây. Và hãy để 4 năm này sẽ là 4 cái năm nền tảng để chúng mình chứng minh cho bố mẹ chúng mình thấy rằng chúng ta đã trưởng thành, thực sự trưởng thành. Mặc dù là trong mắt bố mẹ thì chúng ta luôn hiểu rằng chúng ta chỉ là một đứa con nít mà thôi, vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng và bố mẹ lúc nào cũng muốn chào đón quay trở về thôi. Và có thêm một cái điều nữa mà chị cũng cảm nhận được từ khi lên đại học, đó là ngày xưa mình cảm thấy bố mẹ kiểu nhiều khi không thương mình tại vì cứ hay mắng mình ấy, thỉnh thoảng còn đánh mình kiểu vậy. Không, nhưng bố mẹ chị thì tuyệt nhiên là không bao giờ đánh con cái cả, chỉ kiểu nhiều lúc hay nói bởi vì là tức quá thôi kiểu vậy. Nhưng mà chúng ta lại cảm nhận được rằng là bố mẹ thương chúng ta rất rất là nhiều. Mỗi lần về đều muốn là cho con mình cái này, cho con mình cái kia để con mình có thể mang lên Hà Nội. Những cái đồ ăn ngon cũng dành con về, rồi cả nhà cùng ăn. Nói chung là có nhiều thứ ở trên đại học mà chị nghĩ là các em phải tự khám phá thì các bạn mới thấy nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà hãy nhớ rằng là cuộc sống này là một cuộc sống đại học là một cuộc sống rất tuyệt vời. Và chỉ cần các bạn trân trọng nó và các bạn sử dụng cái quỹ thời gian đó hữu ích thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được thành công trong tương lai gần thôi, đúng không? Các em có thấy không? Bên cạnh nhà chị con nít lại khóc rồi đấy. Đấy, nhiều khi là lúc bé thì hỏi tại sao lại cứ hay khóc nhè, đến lúc lớn rồi thì lại chỉ mong nhiều lúc mình có thể khóc vô tư giống như những đứa trẻ. Cuộc sống là vậy mà, là một cái vòng xoay tròn và đôi khi chúng ta không thể hiểu được. Trời đấy, các em thấy không? Lại tiếp tục âm thanh tiếng khóc. Ngày nào cũng vậy, ở chỗ nhà chị là cứ nghe trẻ con khóc độ 3-4 trận trên một ngày, không biết tại sao như thế luôn. Thôi được rồi, ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời kết thúc phần video clip tại đây nha. Và hy vọng là video clip vừa rồi, ôi chị cảm thấy suy sụp quá. Chị hy vọng là với cái phần video clip vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực để chúng mình mau sớm vào đại học và tận hưởng 4-5 năm thanh xuân cực kỳ là tuyệt vời nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Bye bye! Đây là channel của chị Hiên. Đừng quên subscribe, like, share và ủng hộ thêm cho chị để chị có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều chủ đề thú vị nữa nhé. Bye bye!